Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của 50mm Việt Nam. Hôm nay thì bọn mình sẽ mang đến cho các bạn một cái sản phẩm khá thú vị đến từ nhà Tam Rông. Đấy là chiếc ống kính 18-300 f3.5 và 6.3 ngàm Fujifilm. Đây là một chiếc ống kính khá là hiếm hoi của Tam Rông dành cho cái hệ máy Fujifilm. Và vì vậy nên là Tam Rông đã chọn một giải tiêu cự có thể gọi là từ nhà đến trường, khi bạn có thể chụp rất nhiều thứ với cái giải tiêu cự này. Với 18 thì bạn hoàn toàn để với có những cái bức ảnh mà theo kiểu phong cảnh một chút. Nhưng mà với 300 thì với những cái bức ảnh mà tele như này thì bạn chụp mẫu hay là chụp thiên nhiên hoang dã một chút thì cũng rất là ok luôn. Đầu tiên nói về ngoại hình thì mình đang cắm chiếc Tam Rông 18-300 này lên một thân máy cũng khá là nhỏ, đấy là XE4. Khi mà cắm lên thân máy này thì nó đôi chút là nó không tương xứng lắm, bởi vì là XE4 thì là thân máy nhỏ, còn chiếc 18-300 này thì là một chiếc ống kính có thể khá là dài. Có lẽ là nó chỉ ngắn hơn những cái chiếc kiểu như là 50-40 của Fujifilm thôi. Tuy nhiên cái phần trọng lượng của chiếc 18-300 này mình đánh giá là khá là nhẹ nhàng. Khi mà cầm lên thì nó không có cảm giác là đến mức kiểu nặng hẳn, nó tương đối là ok. Nó khi mà mình đặt một tay lên đây để xoay vòng zoom thì mình thấy nó là vừa phải và không hề bị kiểu chú ý quá nhiều. Tất nhiên là nó đâu đấy mình nghĩ là nó sẽ vẫn nặng hơn. Thử xem nào. Đúng, nó vẫn có nặng hơn nhưng có lẽ là không nhiều đâu. Về cái phần chất liệu ở trên ống kính ấy, thì mình đánh giá là cái chất liệu này tương đối là dễ chịu. Nó không phải trông nó quá sang xịn nhưng mà được cái là hiện đại và nó không cho cảm giác rẻ tiền. Cái nhựa này tương đối ổn. Các cái con chữ rồi in lên các thứ mình đánh giá là rất là tốt. Ngoài ra nó cũng có một cái nút lock để tránh cái việc là khi mà kéo xuống như thế này này, khi mình dốc ống kính xuống nó bị tụt trong thời gian sử dụng dài. Cái đấy, việc mà có bị tụt hay không thì rất là khó nói. Nên là cái việc mà có một cái nút lock ở đây mình đánh giá là chỉnh chu cho một chiếc ống kính có cái giải zoom dài như thế này. Và đó cũng là cái nút duy nhất có trên chiếc 18-300 này. Toàn bộ thân ống kính không hề có một nút nào khác. Một cái điều mà mình không thích lắm ở Tam Rông đấy là họ đặt cái vòng zoom ở phía trước ống kính chứ không phải là ở phía sau như các cái ống bình thường. Cái điểm này thì nói chung là nó thuộc về thói quen thôi. Nhưng mà mình thấy là mình thích đặt ở phía sau hơn. Tuy nhiên ở cái phần mà khi mà mình cầm một cái chiếc máy mà nó có cái báng không quá là sâu như thế này thì đặt vòng zoom phía trước lại tỏ ra hợp lý. Với một ống kính mà có tiêu cự từ 18 đến 300 như này thì thật ra là mình cũng không có quá nhiều kỳ vọng về chất lượng hình ảnh, nó phải đẹp ở toàn giải. Có thể ở đâu đó trong chiếc ống kính này sẽ có những cái giải tiêu cự mà nó đẹp nhất. Mình đã thử ở một số cái tiêu cự khác nhau, ví dụ như 18 này, 50, 100 và thậm chí là 200 và 300. Đặc biệt là những tiêu cự cuối như là 200, 300 thì thường những chiếc ống kính có giải zoom như thế này thì cái ở đầu cuối ví dụ như là 200, 300 thì chất lượng hình ảnh nó sẽ rất là khó mà đẹp hẳn được. Thế nên là mình đã test khá nhiều về những cái tiêu cự mà lên đến 300. Chúng ta có thể xem những cái bức ảnh sau đây để xem là ở những tiêu cự đó khác nhau thì cái chất lượng hình ảnh nó như thế nào nhá. Bây giờ thì mình sẽ thử một bài test, đấy là mình chụp từ cầu Long Biên sang cầu Trương Dương xem như thế nào nhá, xem có thể chụp được cái gì nhá. Đầu tiên thì mình sẽ chụp thử ở cái tiêu cự của tầm 18 đi. Ok, xong bây giờ mình sẽ bắt đầu zoom dần sang bên kia. Ê. Có một cái điểm mà mình đánh giá có thể gọi là một điểm đâu đấy là điểm trừ đối với chiếc Tam Rông 18-300 này, đấy chính là cái khả năng mà chụp ngược sáng.
cái khả năng lấy nét khi trùng ngược sáng nó vẫn rất ổn. Tuy nhiên, đấy là khi mà trùng ngược sáng thì chất lượng hình ảnh của chiếc ống kính này nó giảm xuống tương đối là rõ rệt. Nó bị một cái bóng sáng nó rất là rõ ràng, cái flare và ghosting nó đã hiện ra ngay. Thì đây là một cái điểm mà mình đánh giá là hơi thấp chiếc ống kính này khi mà chụp ngược sáng với nguồn sáng cực kỳ mạnh chiếu thẳng trực tiếp vào ống kính, mặc dù đã có loa che nắng ở đây. Tổng kết lại, chiếc ống kính Tamron 18-300F 3.5-6.3 này mình đánh giá là có cái chất lượng ảnh tương đối tốt, trừ bỏ đi một số cái trường hợp là chụp ngược sáng quá mạnh thôi. Còn đâu thì về cơ bản nó có chất lượng ảnh ổn. Thứ hai nữa là nó có cái khả năng bắt nét tương đối tốt, đặc biệt là với một cái chiếc máy ảnh cũng bình thường như là AI4 thôi. Nhưng mà nó có khả năng nhận diện gương mặt trong một số trường hợp mà kể cả đeo khẩu trang nó rất là ổn. Đối với tốc độ lấy nét thì chiếc ống kính này cũng cho cái kết quả của tốt. Khi mà zoom đến cuối hoặc là những điều kiện cần lấy nét nhanh thì nó cũng hoàn toàn là có thể xử lý được. Chỉ trừ một số trường hợp ví dụ như bạn vạch thật nhanh từ ở điểm cuối hoặc điểm đầu và sau đó bắt lần lấy nét thì mình nghĩ là nó sẽ hơi khó một chút. Tổng kết lại, với mức giá khoảng 16 triệu thì thực ra chiếc ống kính Tamron 18-300 này không phải ống kính quá rẻ. Tuy nhiên là với chất lượng hình ảnh mang lại thì mình đánh giá là nó cũng rất là phù hợp với những ai mà đang có nhu cầu mà mua một chiếc ống kính để đi du lịch. Thì nó rất là ổn bởi vì là bạn sẽ không cần phải thay ống kính nhiều. Tuy nhiên nó có một điểm yếu, đấy chính là với cái khẩu độ là 6.3 thì nếu mà bạn chụp ở những cái điều kiện thiếu sáng thì chiếc máy ảnh của bạn sẽ phải tăng ISO lên khá cao. Đây cũng là cái điều mà bạn cần lưu ý khi mà sử dụng hay là định mua chiếc ống kính này hay sử dụng nó ở những điều kiện thiếu sáng. Đó là tất cả những gì có trong video ngày hôm nay của 50mm Việt Nam về chiếc Tamron 18-300 F3.5-6.3 dành cho ngắm X của Fujifilm. Xin chào và hẹn gặp lại các video lần sau.